Xin kính chào quý vị và các bạn đang xem video. Hôm nay mình xin giới thiệu một tình huống mà tất cả các bạn băn khoăn là các bạn chinh phục. Dùng cái ngoắc. Đây là dùng cái ngoắc. Ngoắc sắt. Quy trình để bắt một con em đà điểu là phải ngoắc. Đây là mình nó làm được này. Đà điểu này nó chỉ tấn công về phía trước thôi, còn về phía ngang hông và phía đằng sau nó không tấn công được. Hợp gõ cho ông ra, bộ ông ra. Chân này nhìn nó mỏng. Da nào cũng mỏng nhưng mà nói chung là cái chỗ này nó là thấy quá. Khớp kiểu. Ai da, lột luôn. Cứa luôn, rời rời khuỷu luôn, cho rời khuỷu luôn, à có khuỷu gần đấy. Anh kiếm này mai lại biết ăn cái gì đây này, trông cái kiếm bây giờ này như này nhưng mai thì có biết ăn cái gì. Bỏ hay thì tí nữa xuống ấy, làm 50 lá thì nó xong. Mày biết đếm lá không? Lá gì anh? Trời ơi, thì kém nhỉ. Đem lá. Ôi giời. Thế thì mày có nói lá gì? Ra nhá, ra đây nhá. Ra đây. Ừ. Không ra. Có lỗ nào luôn nhá. Ra người. Bánh. Đây là quy trình ra cái đuôi nha các bác nhá. Đấy. Mặc vét cái là lên ô tô tạm cao. Đấy, cái khuỷu đấy. Bọn nó nhiều con nó bị chạy nhảy ở lỗi chỗ đấy nhỉ. Ra đùi nha các bác nha, công đoạn khó nhất của lúc mổ con đà điểu đấy, như kiểu mổ con chim cu gáy con đéo khó chi tiết đấy hai chú. Anh chào em. Vâng. Hôm trước là bên em anh hỏi thăm xem là anh gửi đà điểu xuống cho đấy bọn em nhận thì có ấy không? Có sếp em phản ánh là rất là tốt đấy ạ. Nghĩa là thực ra anh cũng nắm bắt được cái tinh thần là anh em mình cũng làm sao cho hài lòng sếp, bởi vì sếp cả một năm sếp muốn là chiêu đãi công nhân viên đúng không? Sếp nói chung là xong là sếp nhận là sếp rất là hài lòng về cái dịch vụ bên anh, là cho xe giao tận nơi và mổ nguyên một con và sếp đúng theo tiêu chuẩn, đúng hợp đồng như thế đúng không? Vâng. Ăn có ngon, ăn có ngon không? Anh ơi tươi ngon. Tươi ngon, thế năm sau lại ủng hộ bên anh nhá. Vâng, anh có trách nhiệm phải khảo sát cái ý kiến khách hàng. Đấy thì có những cái vấn đề gì nó chậm trễ hoặc là chưa được ấy lắm thì mong thông cảm và sang năm sẽ làm tốt hơn nhá. Ok, rồi rồi, cảm ơn em. Ok, ở đấy là công ty gì nhỉ em nhỉ? Công ty Thái Bình Dương anh ạ. Nó là bên mặt hàng gì? Bên em chuyên thi công điện cao thế. Sếp nghe vẻ sếp của em nghe vẻ giàu có lắm, thay lên trên tản đà Ba Vì lắm. Hôm nào lên đấy có nhu cầu gì hoặc là ấy, anh ở ngay đấy mà, bạn anh tên là Đạt, nó làm quản lý ở đấy mà. Anh Đạt tên là anh quản lý ở đấy. Thế là nếu mà có liên quan gì đến Ba Vì thì có thể cần cái gì thì cứ alo cho anh nhá. Rồi rồi, cảm ơn nhá. Rồi, cho em.
Các bạn thân mến, hôm nay là sáng 27 Tết, em sáng 28 rồi. Em gửi thịt cho các bác này. Em thử em cứ đóng vào túi 5 cân 1. Các bạn ạ, đây em đóng một túi 5 cân 1. Đóng này thì em gửi từ từ Ba Vì đây thì rơi vào khoảng từ 6 rưỡi đến khoảng 10 giờ là các bác nhận được thịt thôi. Em vừa mổ xong vẫn còn nóng hổi đây. Gửi cho các bác. Đậy thế thôi. Gửi cho các bác. Đây là cái mề và thịt các bạn nhé. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ alo cho bên em theo thông tin này, em sẽ gửi cho các bạn thịt giò. Đó. Các sản phẩm đà điểu, con giống đà điểu, và đặc biệt là em rất thích chim cu gáy các bạn nhé. Em gửi cho các bác thì em có phiếu gửi cho các bạn. Đây là khách hàng của chúng ta là 0375881596. Anh này là nhận 20 cân là điều thịt tại địa chỉ cầu Tam Thôn, Nghĩa Hưng, Nam Định. Ngoài ra thì đây là một bác nữa này, ở km 47 Hà Nội Lào Cai. Số điện thoại là 0918570123. Ngoài ra này em có gửi lốt hai con chim. Hai con chim này cho các bạn. Thì các bạn có nhu cầu về các sản phẩm con giống đà điểu, thịt đà điểu, giò đà điểu, và các bạn có nhu cầu bán thương phẩm thì các bạn alo cho đồng chí Thao ở tại Ba Vì với cái kênh Chim Cu Gáy Hay các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Gọi hơi muộn tí thì thông cảm. Thế ok anh, dạ vâng, không vấn đề gì. Chia làm mai anh chuyển cho em 20 cân thịt đà điểu là chia làm ấy à? Chia chia làm anh cứ cho em một túi, mỗi túi 5 cân là xong. Dạ. 20 cân. Vâng. 20 cân thịt chia làm 4 túi mà mỗi túi là 5 cân thịt để về chia cho bốn ông chia cho bốn ông luôn à? Không, em không phải chia bốn ông mà em làm bốn bịch đấy, là em để em sơi cho bốn lần đấy à. Là đãi thợ thuyền là bốn lần đấy, là mỗi lần bằng đấy. Thì tại vì em sợ mình bỏ chung vào nhiều, mình cấp đông khi nó mình ngâm nước mình rã ra ấy, nó lại hỏng hết những bịch kia đấy. Vâng, cố gắng cho em 5 túi. Dạ. Thế hai con hôm trước đánh xe lên bắt hai tạ đấy, hai tạ 03 đấy ra thịt chưa? Thịt rồi anh, thịt con rồi, còn con mai thịt thì kia thịt tiếp. Ngon. Con ngon. Con đấy thịt là đại thợ à? Vâng. Anh em là... tại vì em là thầu sơn mà, chuyên làm thầu sơn mà. À, chuyên làm thầu sơn nên là đại quân thợ sơn của mình. Vâng, dạ vâng. Dạ ông vâng. Chủ làm ăn phát đạt nên hậu hĩnh với thợ thế thì giữ được thợ quá gì nữa. Dạ vâng, thì đang hết tàu. Dạ. Có biết làm không? Có ngon không? Ngon mà anh, mọi người ai cũng khen ngon. Hôm đấy mọi người túm vào rồi chia nhưng em không chia cho ấy. Dạ. Thế là thế nên mà vâng. cái quy trình mổ các thứ đây là cũng tưởng tượng qua là cũng làm được đúng không? Vâng, em mở video của anh ra em xem. Dạ. Vâng. Nhưng mà anh có lấy xem giò lên trước gì nữa không, hay là cứ thế thôi đã, trước mắt thì thế đã?
Trước mắt vậy thôi anh ạ, trước mắt là lấy vậy thôi, tại vì giò em chẳng biết có ăn ngon hay không nên em cũng chưa thử. Hôm vừa rồi có biết làm cái những cái món cái lòng à, cái dạ dày của nó có biết ăn kiểu gì không? Cái dạ dày đấy thì nói thật với anh là cái món bộ lòng đấy cho vào luộc ăn ngon thật. Cái dạ dày đấy. Ừ. Vâng, em làm sạch sẽ đi xong bắt đầu em cho luộc như kiểu lòng lợn này, ăn ngon lắm, ăn vậy ngon hơn. Với cái phèo thì cái phèo em cũng luộc như phèo lợn đấy anh. Ừ. Công nhận ăn ngon thật. Cái bộ đấy là mấy trăm nhỉ, 200 à? Có khi không đến đâu, nếu mà đấy đại khái thế, nhưng mà vâng, tới đây mà cứ lui quân thỉnh thoảng ấy thì cứ bảo anh gửi về cho, không phải chở cồng cành quá, nếu mà máu thì chở thì anh bắt cả con như hôm nọ đấy, là cứ ấy thôi, cứ dắt qua cân bàn nhìn thấy rõ ràng như thế về tự mổ thôi. Ok, vâng. Hôm qua mấy ông thầy chùa bảo là giờ mày có gọi được xe không, mày gọi cho thầy hai con này về thầy nuôi chơi. Em bảo thùi hết thời gian rồi thầy ạ. ông đòi nuôi con một tạ nè, ba về ông bảo mày đưa cho thầy, nhưng mà em bảo ông bảo là con sắp sinh quá đưa cho thầy, bảo thầy còn đang sắp sinh rồi con. Thế là hôm qua ông đòi nhưng em không để. Đấy. Bảo thầy vâng, bây giờ nó kịch Tết quá rồi thì ra Tết mà vâng, ví dụ như là Kết thì anh vẫn cho người chở tận nơi được, quen biết rồi thì anh vâng, chở người khác thì phải đặt vâng, đặt tiền, nhưng mà em vâng, lấy mấy lần rồi thì nhưng mà em vâng, anh thật là bọn anh phục vụ thế là em cảm thấy cũng hài lòng, mà anh cũng sởi lời đúng không? Vâng, nhiệt tình rồi, em thích rồi. Vâng, em yêu. Anh biếu tặng cả chim gáy, lại cho cả trứng về cho con chơi rồi. Dạ. Thà vâng, anh lấy cho là ngon, anh để lại toàn những con ngon anh để cho em, toàn trên tạ tất. Vâng. Vâng. Ok anh, tại vì bản thân em thì em cũng rất muốn này, anh này trước nạ sau quen thì em cũng chỉ muốn là thêm bạn, thêm gì chỗ để chơi bời, biết nọ biết kia ấy, thì em rất thích. Đấy, vì qua những cái vừa rồi thì em mang về đây thì ai cũng phải nể em, thực sự luôn. Đấy, ai phải nể em. Đấy, thì em bảo là ok thì anh em mình... Đấy, kể cả như em lên em bắt anh đôi Huyên Ương về, đôi Phượng Hoàng này về. Thế là mọi người cũng bảo sao mày sưu tầm ở đâu mà đẹp thế này đấy. Giờ thì nói chung là khá nhiều chim chóc, nhưng mà để nói thì cũng tuyệt vời. Dạ, mà anh nói rằng là cái con chim đấy, anh bắt em đấy là con chim đấy tính ra là mới trăm nghìn của anh. Nhưng mà thôi anh bảo thôi thì chú bắt hai con đàn thì anh kỷ niệm chú cho sau này chú nuôi con đấy hay lắm đấy, nhưng mà đơn giản. À vâng, em cũng mua lồng về em đang chăm ở nhà đây anh. Ừ, dạ, con đấy là giống chim của nó, giống chim phấn hồng, chim gốc Phú Thọ của nó, to bộ to âm thổ ấy. À bộ to âm thổ à, dạ. Mà đôi Phượng Hoàng cũng là đôi thuần đẹp mượt mà ấy, thả ra chắc 10 người khen cả 10 người luôn. Vâng, con đấy là con được con cái đấy à anh? Đúng rồi, con được con cái. À vâng, ok anh, tại vì thực tế ra thì từ... Cái con mà tối toàn... nó ngủ hay, dạ, cái con tối nó ngủ nó hay sụt sù lông nên là con đực. À, dạ vâng, đúng rồi, vâng, con, vâng. Cái con nó sụt sù lông nghe, dạ, nó bông như chả màu bông. Ừ. À, vâng. Con đấy nó thuần hơn, con đấy anh nuôi nó thuần người cực tệ. Dạ, vâng. Cái con... Ai... Dạ. Thế vâng, là em ở xã nào, ở huyện Nghĩa Hưng? Em ở xã Nghĩa Thịnh ạ. Dạ. À, Nghĩa Thịnh, Nghĩa Hưng, Nam Định à? Vâng, xã Nghĩa Thịnh ạ, vâng. Dạ. Nam Sơn đấy thì nuôi bây giờ nuôi nhiều quần không? Em có khoảng tầm 15 người anh. Ôi dạ. Thế thì ông này ông chủ to. Dạ, năm nay thì cũng nói chung là túc tắc cũng được tí anh ạ, gọi là được con đà điểu giết thịt thôi. Ước mẹ kiêu tốn mẹ. 10 năm thợ mà bảo là được con đà điểu thì có mà sợ tiền dạ, chỉ chứ. Và nói chung là cũng làm ăn được anh ạ, nói chung là được thì vì dám chơi vậy, chứ còn bình thường để mà một người mà làm sao mà dám bỏ ra như thế mà chơi được anh. Xem có cái bí quyết gì mà lại làm sơn mà không truyền đạt cho ít bi nghề để theo nghề với rồi. Em đang có cái dự định ở trong đầu em như này anh ạ, thực sự luôn. Em đang muốn dự định là em sẽ làm cái... gọi là cái biển này, bán thịt đà điểu cứ xong này em đặt về em cấp về em bán đấy. Không, cái đấy là nhu cầu mình làm kinh tế chính đáng có gì đâu. Mình cũng đưa cho mọi người dạ, thậm chí là vừa rồi có những người ta liên hoan cho công ty cũng biết, người ta quen rồi, người ta cứ đặt cả con của anh mà
nên là anh chỉ cần phát Zalo gọi video ấy, nên là nó dắt qua cân như hôm em anh cân cho em ấy, nên là người ta nhìn cân nháy rồi mình mổ ra, rồi mình để lòng ra lòng, mề ra mề, rồi thịt ra thịt, xương ra xương, cái gì là mình nguyên phụ kiện các thứ đấy là mình gói ghém, rồi mình cho xe gửi, một là gửi, hai là cho xe giao tận nơi cho người ta. Nói chung là người ta cũng là người thành đạt cuối năm, người ta cũng đãi công nhân viên chức thuyền như em ấy. Nhưng mà có lẽ là mình làm nó quen rồi mà nó uy tín thôi thì không có việc mà làm. Nói chung không có việc mà. Anh được cái là anh có mấy ông anh trong nhà là ông toàn như kiểu ông đi bắt ở các tỉnh, hoặc là ông cũng có nò mổ ấy. Nó có cái bãi mổ ấy, mỗi ngày thời tiết này mỗi ngày mổ 20-30 con luôn á. Để nói còn anh thì thực ra thế mạnh của anh vẫn là con giống. Anh nếu mà được nói giống thì anh cung cấp thì vô biên luôn, nhưng mà hàng thịt này là nói chung là nó mình không muốn, mình không thể làm hết được. Bởi vì mình còn làm chín làm chóc nữa, nhiều khi nó nhiều việc lọ việc kia, gia đình các thứ mình. Thịt anh vẫn nhận, vẫn giao cho em bình thường đấy thôi, nhưng mà đại khái là toàn cái huồng của anh hết. Ok. Em hỏi tí, vậy là ra Tết là có con giống à? Anh thì cái đàn đầu tiên anh xuống ổ là nó chính xác là đàn xuống ổ là nó rơi vào tầm hôm ý, rơi vào tầm 15 tháng 1 âm lịch. Nhưng thì mà, nếu như cái con đấy mà xuất đi thì nó được khoảng cân 2 cân không anh? Đấy, nó được khoảng cân rưỡi đấy, khoảng ý. Con nào chắc chắc tí thì hơn tí, con nào nép nép tí thì là xuống dưới tí. Bởi vì anh kinh nghiệm là anh cũng không xuất ở cái lúc bóc trứng ra đâu, anh cũng phải thuốc thang nọ kia rồi úm thêm nó khoảng tầm 10-15 ngày anh mới chuyển cho khách hàng. Đấy, được, cái đấy thì khả năng là mua một vài con về nuôi chơi vậy, có vườn rộng nuôi chơi vậy anh. Không, nhưng mà em nếu mà em thích nuôi thì nếu mà đã nuôi thì mình nuôi nó có mô có món có bãi có người chăm bẵm cẩn thận thì được, vẫn ngon, vẫn ổn định. Nhưng mà nếu mà em cảm thấy cái cửa làm thịt ý ngon hơn. Cái cửa làm thịt ý này thì ra là như này, nghĩa là em cứ làm cái công tác bán ra thật tốt đi. Còn cái đầu vào thì một là em chịu khó lấy công làm lại thì anh sẽ giao cho em cả con. Nếu em không có người thì em nhận thịt, em bán thịt cũng được. Mình làm thì mình phải có công, bởi vì mình mổ được thì nó công nó vẫn hơn là cái đương nhiên lao động thì nó phải có công như thế nào. Đúng rồi, chính xác anh. Mình phải năng thả ra làm thì lấy cái công đấy làm lại, mà những cái mà người khác không mổ thì không biết được. Nhưng mà ví dụ như mổ thì người ta sẽ ăn ra được những cái bộ da của cái chân của nó, và cái bộ da người, hoặc là một số những cái mà chỉ có trong nghề mới biết được. Vâng. Nó dư giả thì cái đấy bản thân người ta mua người ta biết thừa rồi thì ai người ta đòi hỏi những cái đấy, ví dụ thế. Thế nhưng mà mình làm thì đã xác định làm thì theo anh nghĩ là em làm theo kiểu thị trường bán được. Xong cái đầu vào thì một em có trang trại, có nhân công thì em nuôi thì nó lại được nữa. Còn nếu mà nói làm mạnh quá thì lại chán, chẳng muốn đi làm sơn thì là quay tất sang đa điểu để chết bỏ mẹ. Nên coi này thôi, làm sơn cho nó đang chuyên môn, đang gặp này thì một năm thì năm vừa rồi có được tỷ tỷ không? Em cái doanh số của em Gọi là đấy, gọi là đầu năm nay hỏi vui nhau cuối năm đầu khoảng được khoảng hơn 2 anh ạ. Có một mình em nuôi một người mấy người được hơn 2. Chứ một thì chết, một làm sao mà dám mạnh vậy được. Năm rồi doanh thu là hơn 2 tỷ. Được vâng, 2,5, 2,5 tỷ. 2,5 tỷ là trừ chi phí đi rồi đấy. Dạ. Trừ hết chi phí đi rồi. Không, làm gì mà trừ chi phí đi rồi mà ăn được bằng đấy cơ mà nhọc. Ăn được một phần nhỏ trong số đó thôi. Trừ chi phí đi rồi, đây góc khuất, trừ chi phí rồi. Còn được khoảng lên 1/10. Gọi là chút nhỏ thôi, gọi là kiếm được. Em hỏi tí. Con khiếu mái thả đấy có bán không?
Còn đấy thì con đấy thì em thích thì anh để cho em nuôi rồi gì đâu. Dạ. Thằng đấy là nhiều anh em mình nói chuyện gì? Nhiều. Con này thì nếu mà mai em lấy thì anh lấy em thì cũng lấy đôi chăng? Ừ, vậy thì cái này thì có gì thế mà mai anh đóng anh gửi luôn cho em nhá. Còn cái tiền thì em bây giờ là thực ra thì nãy chuyển xong rồi thì có thể là em cào cái thẻ điện thoại 200 này hoặc là bắn thẳng cái số điện thoại tiền và điện thoại cho anh là được để ok đấy, chưa? Rồi. Vâng. Rồi ok. Vâng. Con đấy nó thuần thì chú thả ra nhà nó quanh quẩn nhà chú đi đâu. Vâng, thì được. Em ta bị em nhìn nó mổ mắt như gần nhìn thì nó thả nó quanh quẩn nhà. Vâng. Tay dạ, anh vâng. Bón nó từ lúc đỏ hòn nên à vâng. Dạ. Nó có đi được mà. Đấy, quan trọng anh em về nói chung là khi giao dịch với nhau một lần hai lần là anh em mình quen biết nhau rồi cứ thế có vấn đề gì anh em mình alo nhau nó dễ anh ạ. Hôm nào có công trình nào mà sơn xưởng có khi này nhờ nhau được cái nhỉ? Thoải mái anh, ví dụ như em ở đây là các công ty ở trên Hà Nội là em vẫn lấy sơn được thẳng công ty mà em điều công ty ví dụ công ty chuyển một phát thẳng về đấy là chuyện bình thường. Và em có thể điều được thợ ở cái khu vực đấy làm cho anh chuyện bình thường mà. Vâng. Em nói chung là cái độ phủ của chúng em bao phủ nếu như để Việt Nam mình thì chúng em thành tỉnh nào chúng em cũng có thợ. Để thế là thành công lập công ty tỉnh đấy. Lập công ty nhỉ? Không, em không thành lập công ty nhưng mà em chúng em thành lập như kiểu cái nhóm của bọn hội. Em ấy hội. Nhóm hội. Vâng, nhóm hội. Vâng. Đấy là... Nên là nhiều khi mà chúng em vào cả Sài Gòn, chúng em thi công trong Sài Gòn, lấy sơn trong công ty Sài Gòn giao luôn mà. Dạ. Nên là bình thường. Mừng cho chú công vậy. Vâng. Chỉ biết là mai anh giao cho chú thịt ngon nhẹ cho chú xong thì vâng. Có gì thì anh em mình ra làm lại kết hợp tiếp. Vâng. Ừ. Nhưng mà nhớ là phải nhớ con khiếu đấy nhá, bỏ con khiếu vào nhá. Khiếu gửi kèm vào đấy mà. Vâng, dạ vâng, ok anh nhá, em cảm ơn nhá. Rồi, yêu sao tiếng gáy chim cu, cây đa bể nước lời ru của bầm.